xuống mưa đây đi. Hả? Thấy cái đầu luôn. Hả? Thấy cái đầu luôn á. Trong. Nước đây trong sạch đẹp luôn à. Đó là xin chào tất cả anh em nha. Xin chào tất cả anh em. Đây là bây giờ anh em đang chuẩn bị thả. Chuẩn bị thả neo ở đây và bơi ở đây. Bên cạnh hòn đảo rất là đẹp. Đây là một cái hòn rất là đẹp. Dứa, dứa biển. Đây, đây. Đây, 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 kêu kìa. Hả? Yến. Trên này là yến các bạn. Tổ yến, nhà yến. Đây mới là yến đảo thực sự nè. Vô động kiếm bầu ngư các bạn. Giờ mình sẽ vô trong để kiếm bầu ngư. Đấy. Vô đây tối nay cắm trại ở đây đi. Okay. Câu mực ở đây này, vô okay, mấy. Ở đây sống có mực này. Mình phải ra ngoài ngoài khơi ấy. À thì mực ở gần gần đây là nhiều ra. Đúng không? Sâu không? Ở đây câu được không ta? Được. Câu thì được. Có cá hay không thôi. Quan trọng là có hay không thôi. Đây đúng thả bơi đây quá đẹp luôn nhờ. Bỏ nóng trong. Yeah. Wow, san hô cạn không? Hả? Có đá ngầm. Có đá ngầm kìa. Vô đây đáng ngầm nhiều không? Tất cả ơi. Ủa em đứng đây chừng không? Đứng đây chừng không? Hả? Để anh đi dậy. Xin chào tất cả bạn nhá. Bây giờ là anh em đang bơi ở đây. Hả? Chạy sát vô được đúng không? Ok. Chơi ở đây rất là thích nha các anh em. Anh em có dịp ra Phú Quốc, mình sẽ đưa tất cả anh em chúng ta đi Phú Quốc, ra đảo đi bằng của ông Vĩnh đâu rồi ta? À đâu kìa. Đây. Rồi. Rồi chậm giữ. Rồi. Vô tới bờ luôn nhá. Đây, chúng ta cùng lên. Lên mấy mỏm đá. Ồ, mấy con cua kìa. Cua quá trời luôn. Hả? Còng hay cua? Còng gió. Đấy. Là còng gió. Ok. Rồi, để mình đi giày. Rồi bắt đầu mới leo lên đây được. Đây. Hello, xin chào các bạn. Đây là Trần Thanh Bảo. Bây giờ mình sẽ khám phá ở xem thử xem đó chính là hòn đảo này sẽ có những sinh vật gì nhá. Rồi ok, okay. Cầm luôn. Let's go. Rồi, các bạn có thể thấy rằng là đây là nơi cư trú của rất là nhiều loài động vật. Ví dụ đây là một con còng gió. Các bạn thấy là con còng rất là sặc sỡ đúng không? Đây. Và các bạn có thể thấy rằng là phía dưới lớp đá này có rất là nhiều con hào. Đây là những con hào nha các bạn. Đây là những con hào. Và cũng có bầu ngư nó bám lên những cái mảng này luôn. Các bạn biết rằng là bầu ngư rất là đắt. Rất là đắt. Đây.
hào đây. Đây là hào hả? Chính xác, đây là hào này. Đây là hào biển nha các bạn. Và mình có thể lấy cái cây để mình đục và mình có thể là dùng mùa tạc ăn tươi tại đây luôn. Anh Linh cho em mượn cái một cái đồ